đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có lần đầu tiên dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại thứ hai. Ở hành trình sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở bảng đấu cực mạnh cùng các đối thủ như Nhật Bản, Australia, Saudi Arab, Trung Quốc và Oman. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Dưới góc nhìn của những người làm bóng đá xứ Ả Rập, đây sẽ là cơ hội để đội bóng Tây Á có một chiến thắng dễ dàng. Nếu chúng tôi không thể đánh bại những đội bóng ở top dưới bảng đấu như Việt Nam, Trung Quốc hay Oman thì không thực sự xứng đáng đến với World Cup. Chúng tôi có một tập thể mạnh ở tất cả vị trí. Tuy vậy, điều lo ngại nhất lại đến từ vị trí tiền đạo cắm, khi mà những Al Hamdan hay Al Boykan đều không thực sự xuất sắc. Nhà báo của tờ Afaqui TV, An Gamzi chia sẻ trên Twitter cá nhân. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Ả Rập Xê Út vào ngày 26 tháng 8. Sau khi sang Saudi Ả Rập, đội tuyển Việt Nam có khoảng 7 ngày tập luyện trước khi gặp đội chủ nhà vào ngày 2 tháng 9 tại sân vận động Đại học King Saud. Gặp đối thủ Tây Á, đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên được đánh giá là đội cửa dưới. Bởi lẽ, trình độ và chất lượng đội hình của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá là thấp hơn hẳn đối thủ.